Cần gì mà phải đi Thái để ăn mực nhấy số Thái nổi tiếng thế giới, mà ngay tại Sài Gòn cũng có mực nhấy tươi sống đổi màu bắt ăn trực tiếp. Đặc biệt đó là ghẹ còn bơi trong hồ mà chỉ có 290 một ký, mà cái chỗ này cam kết luôn là chỉ bán hải sản tươi sống 100% nha. Tôi đảm bảo cái quán này sẽ không làm cho mấy bà thất vọng đâu. Chợ hải sản 79 thì ở An Phú quận 2, thực sự là nhiều hải sản vô cùng luôn. Tất cả thì còn bơi tung tăng ở trong hồ, rồi mình thích loại nào thì nhân viên sẽ bắt trực tiếp cho mình để vào trong chế biến. Mực nhấy là một cái món ăn hiếm chỗ có ở Sài Gòn mà cái con mực được chăm sóc kỹ lưỡng. Cái lúc mà đang bơi thì thân nó trong veo à, còn chừng nào bắt lên thì nó giật mình đổi qua màu nâu nhìn mắc cười ghê, cho nên không có xíu tanh nào luôn. Rồi mình sẽ bắt ăn sống với lại số Thái rất là đậm đà. Cái món này thì sẽ tính theo con nên ăn bao nhiêu thì mình cứ gọi. Trời đất ơi, cái món ốc hoàng hậu nó to mà thịt dai chắc lắm, được cắt nhỏ rồi nướng cùng với lại sốt ngon má ơi luôn. Mà riêng cái vỏ ốc nếu mà các bạn muốn mang về trang trí thì nhân viên sẽ hỗ trợ mình luôn. Tới quán ăn ghẹ tươi sống thịt bao ngon luôn mà giá hỗ trợ chỉ có 290 một ký. Lưu ý là mỗi người chỉ hai con thôi nha. Mua nhiều hơn thì sẽ tính giá bình thường. Con ghẹ to cỡ lòng bàn tay mà thịt chắc lắm. Phúc chọn ăn hấp rồi chấm với lại muối ớt xanh chất lượng ghê. Hôm nay thì Phúc và đám bạn gọi một cái lẩu hải sản mà thiệt là nhỏ lớn, mới ăn một cái lẩu xịn sò nấu cùng với lại soda mà có đủ nghêu, ốc hương, tôm, bạch tuộc, sò dương, hàu và một con ghẹ khá là to luôn. Nước lèo thì đặc biệt ngọt thanh nhẹ, chấm cùng với lại nước chấm hải sản hay là nước chấm chua ngọt đậm đà ngon lắm. Chợ hải sản 79 thì mở cửa từ 10 giờ trưa cho đến nửa đêm luôn. Nằm trên đường Lương Định Của quận 2 gần điểm máy chợ lớn, cho nên các bạn nhớ nốt lại nha.